Chào bà con, thì clip này mình quay cho bà con xem về cái vườn chanh dây của chị Trang ở Buôn Đôn. Thì với cái vườn chanh dây này á, thì nó bị hiện trạng là chậm phát triển nè. Và cái thứ hai nữa là lá nó bị nổ đốm. Thì sau 20 ngày phục hồi thì cái vườn của chị nói chung nó cũng đã được phục hồi đẹp. Thì đây là 20 ngày thì bên trái cây từ Buôn Lắc có quay lại kiểm tra cái vườn của chị Trang ở Buôn Đôn. Thì qua như cho biết á, thì chị cũng rất là vui mừng là cái vườn chanh dây của chị đã được khắc phục. Nói chung là rất là đẹp, tuyệt vời, nói chung là được hoàn toàn là 90% là cây phát triển và xanh sạch đẹp. Thì qua anh chia sẻ là chị cũng rất là vui mừng khi mà đã làm nên những cái chanh dây nó phát triển mạnh mẽ hơn, khi mà được bên trái cây thêm bộ lắc hỗ trợ về cái phân bón thuốc và một số cái cách ngừa bệnh ở trên cây chanh dây. Thì với cái vườn chanh dây này chị trồng với 1.001 gốc rất là xanh đẹp đó, mình quay chi tiết bà con xem. Thì hôm trước đó là bên mình không có quay lại cái vườn mà lúc mà xử lý bệnh thì kỹ thuật không có quay lại được, thì hôm nay kỹ thuật đã quay lại cái vườn mà kiểm tra. Thì lúc trước cái vườn này rất là xanh xao và cỏi, cây rất là chậm phát triển, kém vàng úa, nói chung là hồi lúc trước nó rất là tệ, nhưng sau 20 ngày phục hồi rất là đẹp. Thì đây mình sẽ quay hết vườn cho bà con xem về cái cây chanh dây mà sau 20 ngày phục hồi được cái bệnh mà chậm phát triển, kém phát triển vàng trên cây chanh dây. Thì với vườn này á, mà chị cũng rất là chu đáo về công tác đó là phòng côn trùng chích thúc, thứ hai là kênh mương thoát nước đầy đủ. Thì qua chia sẻ mình cũng khuyên cho chị Trang đó là chị nên phòng một đợt thuốc đổ gốc để tránh tình trạng mà chết nhanh chết chậm cái chanh dây. Thì như bà con biết á, chanh dây chúng ta vừa phủ vàng á, thì nó gây ra một cái bệnh mà rất là lo lắng là bệnh chết nhanh chết chậm. Thì bà con nông dân chúng ta ít có ai muốn phòng cái bệnh này lắm, thì cứ để nó sống, khi nó bệnh phát á, thì lúc này mới lo lắng, thì lúc đó nó muộn rồi. Thì riêng cái bệnh mà chết nhanh á, nó cứu rất là khó và cứu không kịp, thì cái tốc độ lây lan nó là tính theo thời gian trong 24 giờ và theo những cái cơn mưa. Thì hầu như bà con nông dân một số vườn á, trước đây mình qua cho con xem á, thì nó chết toàn là kiểu này thôi, có nghĩa là đang xanh tươi tốt phủ vàng cái là lên là chết luôn. Thì với cái vườn này của chị Trang, mình đã khuyên cho chị Trang là có nghĩa là đổ gốc một lần với 1.001 gốc này. Thì qua clip này mình quay là để kiểm tra và khắc phục cho bà con xem về cái mô hình của chị Trang làm. Chị trồng mới có 3 tháng tuổi, gần 3 tháng tuổi thôi mà phát triển rất là xanh đẹp, hồi trước nó rất là cỏi. Đây đây là những cây mình quay thực tế và xem. Thì với vườn này á, chị đầu tư và chăm sóc thì cũng rất là nhiều và kỹ vàng, và chị đang tiến hành là lắp thêm cái hệ thống tưới nhỏ giọt. Thì với mô hình này mình cũng nói luôn là cái thuốc mình hướng dẫn cho chị Trang phục hồi đó là cái nano hợp kim, thì nó chuyên về thứ nhất là phòng và chữa bệnh virus, còn cái thứ hai nữa là cho chị kích rễ, và cái cuối cùng nữa là cho chị thêm một sản phẩm Nhật đó là Hyperstar, còn là chuyên về hỗ trợ cho phục hồi cây chanh dây trong giai đoạn kém phát triển. Thì những cái sản phẩm trên là những sản phẩm hàng của Nhật, xuất xứ của Nhật thì rất là chất lượng. Thì mình cũng quay lại là kiểm tra lại cái vườn của chị Trang. Thì qua đây clip này mình cũng khuyên bà con á, chanh dây chúng ta còn nhỏ nên phòng đi, nhất là mình là có rễ, vì toàn bộ những khu vực này á thì bị bệnh như ở vườn anh Tuân quay lúc trước á, clip trước á, bị bệnh chết nhanh, và những vườn lân cận nó đều toàn bộ là bị chết nhanh hết. Thì do bà con chúng ta chưa có rõ được cái kỹ thuật về trồng chanh dây á, nên bà con chúng ta không có được nhu cầu phòng. Thì clip này mình quay sơ và với lại chung ở vườn này, thì các bạn cứ vui lòng đăng ký kênh để theo dõi tất cả các video tiếp theo bên trái cây từ Buôn Lắc. Thì bà con nào có nhu cầu muốn hỗ trợ kỹ thuật về thuốc thang để phòng trị một số bệnh như phấn trắng virus rồi, bã trầu, sáng đọt, vàng lá và chậm phát triển, thì vui lòng gọi số điện thoại dưới để được tư vấn cụ thể hơn và chăm sóc cây chanh dây được hiệu quả hơn cho một mùa bội thu và năng suất cao.